buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời tới phòng thu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải để tham gia tư vấn và trò chuyện với quý vị thính giả hiểu rõ hơn về vấn đề này và giải đáp những lo lắng của quý vị. Xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hiền, xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay lúc này, quý vị và các bạn hãy kết nối với chúng tôi qua đường dây nóng quen thuộc để có thể trò chuyện và giải đáp những băn khoăn thắc mắc của mình với bác sĩ Nguyễn Hồng Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Và bộ phận kỹ thuật của chúng tôi cũng rất là sẵn lòng để chia sẻ với quý vị thính giả, kết nối giúp quý vị với chuyên gia của chương trình. Ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ gặp gỡ với vị thính giả đầu tiên. Alo ạ. Vâng ạ, xin được chào thính giả. Vâng ạ, và chào chị với này cả nhà bác sĩ ạ. Dạ vâng. Alo chị ơi. Vâng ạ, bác sĩ đang lắng nghe anh chia sẻ rồi ạ. Vâng, chị ơi, em hỏi này, em thì nói ra thì nó hơi ngại nhưng thôi em vẫn là cứ nói vậy. Là của em thì là cái của đàn ông, là cái dương vật là của em ấy. Thì nó lại không như của người khác, nó lại to nó ra, là mỗi lần cứ quan hệ với cả người yêu thì cô ta cứ kêu đau. Thì bây giờ có cách nào để làm cho cái cô người yêu là hết, là mỗi lần quan hệ với em là phải là như thế không ạ? Vâng, chào bạn, tôi muốn hỏi bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu năm nay là 31 tuổi ạ. 31 tuổi, vẫn chưa cưới vợ đâu đúng không? Vâng, chưa. Vâng, chính vì tôi hỏi như vậy bởi vì rằng là bạn là chưa cưới. Và thứ hai là khi cái quan hệ tình dục đối với người yêu như vậy thì cái tâm lý của cô ấy sẽ không bao giờ thoải mái. Thứ nhất là có thể là lo lắng không gian, về không gian có an toàn không. Cái thứ hai nữa là lo lắng là có thể sợ bị có thai ngoài ý muốn hay không. Tất cả những cái đó nó chi phối, làm cho người phụ nữ không thể thoải mái được. Và có thể là cái dịch tiết của âm đạo đó nó chưa đủ. Và khi dịch tiết của âm đạo chưa đủ như vậy thì chắc chắn là bạn sẽ khó quan hệ tình dục đối với cô ấy. Là không vì phải đâu ạ, vì là bọn cháu đây thì quan hệ thì nó không gian thoải mái, chả phải sợ sẽ gì mà. Bọn cháu quan hệ thì là cái khúc gạo đầu ấy thì nó cũng lâu, là chất là nó nhiều. Cô ta suốt ngày chỉ can sẵn của anh là dài quá, chọc vào của em nó vào sâu nó đau, chỉ kêu mỗi cái khoản đấy thôi mà cháu chán thật. Thực ra thì cũng không hẳn như vậy, anh cũng nên đi khám một chút để xem là cái kích thước là như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề ở đây vẫn là vấn đề, tôi nghĩ rằng là có thể là cái lúc mà quan hệ đó cần cái sự tinh tế, cái sự nhẹ nhàng, tránh vội vàng. Và mỗi lần vội vàng hoặc là nó chưa đủ độ mà anh cho vào quá vội vàng như vậy thì cũng làm cho cô ấy sợ. Và khi sợ một lần thì lần sau người ta rất sợ luôn. Cho nên là cần cái sự dịu dàng, tế nhị, và hơn nữa là cái khúc dạo đầu đó cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa nhé. Không phải là của cháu thì cháu cũng đo rồi, nói chung thì nó cũng dài đến một gang tay, là cô ta cứ kêu là nó sâu quá nó đau. Vâng. Khổ vậy. Vâng. Khổ lắm quá, mỗi lần quan hệ là cô ta cứ kêu là của anh sao mà dài thì không, như sau em thấy người ta nói là chỉ trung bình là 15 phân, để của anh đến 20 phân thì thấy em sợ lắm. Khổ, dài quá cũng sợ. Con đã đi khám một chút đi nhá. Vâng ạ. Vâng. Vâng ạ, và hy vọng rằng là anh cũng có thể tới các khoa nam học, các bệnh viện để có thể nhận được những cái lời khuyên và tư vấn chi tiết hơn, xem là chính xác rằng là chúng ta có bị ảnh hưởng gì hay không trong cái quá trình là quan hệ tình dục cũng như là sự hòa hợp quan hệ giữa hai người. Và hy vọng rằng là anh cũng đã nhận được lời chia sẻ từ phía bác sĩ của chương trình rồi. Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lắng nghe những lời chia sẻ của vị thính giả tiếp theo nối máy với chương trình qua đường dây nóng. Và chúng tôi hy vọng rằng là vị thính giả tiếp theo này cũng sẽ nhận được lời tư vấn từ phía bác sĩ Nguyễn Hồng Hải và thỏa mãn những băn khoăn thắc mắc của mình. Alo ạ. Alo. Vâng ạ, xin chào vị thính giả. Chị ơi, em đang xem ở trên máy đây, có gì để cho em gặp bác sĩ Hải vậy ạ? Bác sĩ đang lắng nghe lời chị chia sẻ rồi ạ, mời chị. Vâng. Mời chị ạ. Em tên là Loan, em ở Hoàng Mai, hôm nay em 36 tuổi. Vâng ạ. Chị chia sẻ đi ạ, bác sĩ đang lắng nghe rồi. Muốn hỏi tư vấn của bác sĩ là tình hình là em đợt này em đẻ đứa con em thụ tinh trong ống đi ạ mấy chị? Vâng ạ. Em đẻ xong em thấy mình rất là ngứa, em không hiểu có nghĩa là do tiêm nhiều quá hay như nào. Chị hỏi bác sĩ cho em là. Vâng ạ, xin được mời bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào Loan. Loan ơi, sau khi mà sinh thì sinh được bao lâu rồi? Sinh con được bao lâu rồi? Sinh được 13 tháng rồi. Sinh được 13 tháng rồi. Thế hiện tại bây giờ thì có ra khí hư không? Cháu không thấy gì ạ, nhưng mà có nghĩa là con cháu giờ bình thường. Nhưng mà ý là cháu không hiểu làm sao được này. Cháu đẻ xong rồi cháu đẻ mổ mà. Mà sao cháu thấy người cháu ngứa kinh khủng. Người ngứa hay là âm đạo ngứa? Không ạ, có nghĩa là cơ thể cháu ngứa. Chứ không phải âm đạo không ngứa đâu đúng không? Vâng. Thế thì bạn có khả năng bạn bị dị ứng rồi, bạn những cái tình trạng dị ứng này bạn hoàn toàn có thể đi đến các cái khoa đông y hoặc là viện đông y, bạn cắt cái thuốc uống các cái thuốc dị ứng thì rất là tốt đấy bạn ạ, mà rất là an toàn. Vâng. Thế còn thì cái dùng ngoài thì bạn có thể là hãm bằng cái lá trà xanh, bạn có thể là lau khắp người những cái vùng mà bạn bị ngứa bằng lá trà xanh cùng với uống thuốc là đông y để mà giải dị ứng thì chắc chắn là sẽ đỡ thôi bạn nhá. Vâng.
Vâng ạ, và hy vọng rằng là chị cũng sẽ sớm tới gặp các bác sĩ đông y để có thể xác định rõ xem là mình hiện giờ đang gặp phải cái tình trạng gì với những cái triệu chứng như vậy, để có thể đảm bảo là trước hết là sức khỏe của chị, sau đó là đảm bảo sức khỏe cho em bé nữa, vì em bé hiện giờ thì vẫn đang bú mẹ. Và cảm ơn chị cũng đã nối máy với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, tiếp theo đây thì chúng tôi cũng sẽ dành thời lượng cho một vị thính giả cũng đã email về cho chương trình với nội dung như sau. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 36 tuổi và đã lập gia đình được 10 năm. Gần đây tôi thấy âm đạo ra rất nhiều dịch nên đã đi khám. Các bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm có kết quả bình thường nhưng tôi vẫn thấy hoang mang. Dịch tiết ra có màu trắng, hơi bột bột, không có mùi hôi. Tôi rửa ráy thường xuyên nhưng không hết. Lúc quan hệ tôi không cảm thấy được chất nhờn âm đạo có được tiết ra hay không. Âm đạo như thể bị khô, dịch trắng bột kia còn dây da của chồng tôi khiến chúng tôi nhìn rất là mất cảm hứng. Như vậy là tôi bị làm sao thưa bác sĩ ạ? Dạ vâng, qua bức email này cũng không mô tả mà hết, nhưng mà chúng ta thấy rằng là đối với cái tình trạng mà cái khí hư nhưng mà không có mùi hôi nhưng kèm theo có cái dịch như vậy, thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc là cũng phải đi khám một chút để xem là có vấn đề, ví dụ như là có ngứa hay không và có phải là nguyên nhân do nấm hay không. Nếu là trường hợp mà không phải không ngứa và không nguyên nhân do nấm, chỉ có nguyên là chúng ta thấy rằng là có tình trạng âm đạo khô thôi, và ở bệnh nhân 36 tuổi này thì tôi nghĩ rằng cũng là nên sử dụng một cái bổ sung cái nội tiết estrogen từ thảo dược. Và một trong những cái sản phẩm mà bạn có thể dùng được là có thể sử dụng cái sản phẩm Kiều Xuân. Ngoài ra thì cái khâu vệ sinh thì chúng tôi biết rằng là nếu mà trong trường hợp khám mà không có vấn đề, ví dụ như không phải do nấm và không do tạp khuẩn hoặc bất cứ nguyên nhân gì cả, không có tình trạng viêm nhiễm mà chỉ có tình trạng âm đạo khô thôi, thì chỉ sử dụng cái sản phẩm Kiều Xuân dạng uống. Và kèm theo nữa thì tôi nghĩ rằng là cái công tác vệ sinh cũng phải là cẩn thận, và hai nữa rằng là khi mà rửa vệ sinh đó cũng nên là rửa sạch tay bằng xà phòng. Và trong những ngày kinh nguyệt và những ngày mà trước khi mà chuẩn bị trước khi mà quan hệ tình dục và sau khi quan hệ tình dục thì nên sử dụng các nước rửa vệ sinh, tránh là lạm dụng các nước rửa vệ sinh mà chúng ta sử dụng nhiều quá cũng không tốt, và hai nữa là cũng tránh cái tình trạng là ngoái tay vào trong âm đạo. Vâng ạ, rất là nhanh chóng thôi thì vị thính giả cũng đã nhận được lời chia sẻ của bác sĩ rồi. Còn ngay lúc này thì chúng tôi cũng sẽ dành thời lượng cho một vị thính giả đang chờ máy để kết nối với bác sĩ Nguyễn Hồng Hải. Alo ạ. Vị thính giả tiếp theo cũng đã sẵn sàng rồi, và bộ phận kỹ thuật của chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng nối máy cho vị thính giả này. Alo ạ. Alo ạ. Vâng ạ, xin được chào vị thính giả ạ. Vâng, em chào chị, chào bác sĩ ạ. Thính giả thân mến, anh vui lòng nói to hơn một chút để chúng tôi có thể nghe rõ câu hỏi của anh ạ. Dạ vâng, em chào chương trình và chào bác sĩ ạ. Vâng ạ, thính giả thân mến, nếu anh đang bật đài thì vui lòng tắt đài giúp chương trình để chúng ta nghe rõ lời anh chia sẻ ạ. Dạ vâng. Chị ơi, em tên là Ý mà. Vâng ạ. Em muốn hỏi bác sĩ một câu này được không ạ? Mời anh ạ, bác sĩ đang lắng nghe rồi. Vâng. Xin chào bác sĩ, em tên là Ý, năm nay em 43 tuổi. Dạ vâng. Vâng, em từ năm 2013 giờ cái đầu của em ấy. Vâng. Vâng, tuy nhiên mà bây giờ nó cứ ra là cái dịch gì đấy mà nó nghe nó khó chịu lắm. Dạ vâng. Tôi muốn hỏi anh có mấy cháu rồi? Em có 2 cháu ạ. Dạ vâng. Anh có cái bao quy đầu này ra dịch như thế này thì nó có mùi hôi không, có ngứa không? Nó có mùi hôi mà nó cũng thỉnh thoảng nó vẫn ngứa chị ạ. Thế ạ, tôi nghĩ trong tình trạng của anh như thế này chắc chắn có một cái dấu hiệu bất thường viêm nhiễm ở đó rồi. Tôi nghĩ rằng anh đi khám da liễu đi nhá. Dạ vâng. Bởi vì bác sĩ họ mới làm kết quả xét nghiệm xem là nó do vi khuẩn hay do tạp khuẩn hay có nguyên nhân gì, hay là do nấm, hay là có do nguyên nhân gì, và do nguyên nhân gì thì bác sĩ sẽ cho đơn điều trị đúng như vậy theo cái nguyên nhân của nó anh nhá. Dạ vâng. Vợ anh có bị không? Dạ vợ em không ạ. Này à. Vâng. Mình nghĩ rằng anh nên đi khám đi, để kiểm tra xem như thế nào nhé. Vâng, thế chị bây giờ em đi khám ở bệnh viện nào ạ? Mà khoa da liễu Hà Nội, bệnh viện da liễu Hà Nội hoặc là bệnh viện da liễu Trung ương. Em bị cách đây gần 25 rồi mà nó anh để như thế nó rất là khó chịu, nó vì nó da dịch kèm theo hôi, kèm theo ngứa nữa. Nên đi khám để xem là do tạp khuẩn hay do những cái gì. Ở đấy thì bác sĩ sẽ cho đơn điều trị cho nó phù hợp nhé. Vâng. Thế thì ra viện da liễu thì vào anh ra phòng khám là người ta sẽ cho chỉ các phòng khám cho anh nhé. Dạ, vâng. Mua vé khám nhé. Vâng ạ, và hy vọng rằng là anh cũng hài lòng với lời chia sẻ của bác sĩ trong buổi tối ngày hôm nay, và sớm bố trí thời gian của mình để đi khám, chứ để tình trạng bệnh của mình mà kéo dài như thế này thì có thể thấy rằng là anh cũng đang chưa coi trọng sức khỏe của mình cho lắm. Cảm ơn anh cũng đã nối máy với chương trình, và hãy nhớ lời khuyên của bác sĩ ngày hôm nay. Còn ngay lúc này thì chúng ta cũng sẽ nhường máy cho vị thính giả tiếp theo nối máy với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Alo ạ. Vâng ạ, xin chào vị thính giả. Cho anh gặp bác sĩ đi. Bác sĩ đang lắng nghe lời anh chia sẻ rồi ạ. Bác sĩ Hải ơi, em muốn hỏi một chút như này ạ. Vợ em năm nay 40 tuổi mà tình trạng bây giờ thì quan hệ vợ chồng thì nó bị khô ấy, thì bây giờ bác sĩ tư vấn cho em
phải ăn thực phẩm gì, hay là phải điều trị như thế nào, hay là phải khi hai vợ chồng gần gũi nhau thì phải có cách nào không để cho cái quan hệ vợ chồng nó được hòa hợp hơn ấy. Tôi thấy cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi hai vợ chồng quan hệ nó cứ khi sau khi quan hệ xong một chút ấy, thì nó mẹ mà có hơi có tình trạng đau bụng một chút thì nó có vấn đề gì lớn không hả bác sĩ? Dạ vâng. Vâng, chào bạn. Trước hết là tôi muốn hỏi bạn là vợ 40 tuổi đã có mấy cháu rồi ạ? Vậy em chưa có cháu ạ. À thế ạ, chưa có cháu, đúng không ạ? Kinh nguyệt vẫn đều chứ phải không ạ? Vâng ạ. Vâng. Thế anh lấy vợ lâu chưa? Em được 5 rưỡi ạ. Được 5 rưỡi ạ? Được 1 năm rưỡi mà không có dùng biện pháp tránh thai gì đâu đúng không? Vâng ạ. Vẫn là chưa có con, đã đi khám ở đâu? Đã đi khám. Em cũng đang rất mong cái đấy mà chưa có được con. Vâng. Tôi nghĩ rằng đây là vì đã hơn 1 năm rồi mà chưa có con thì chắc chắn là phải đi khám rồi đúng không ạ? Đã đi khám ở đâu chưa? Em đi khám ở phụ sản trung ương rồi ạ. Thế à, thế thì cả hai vợ chồng có vấn đề gì không? Vợ em thì mới được siêu âm buồng trứng thôi, cũng chưa khám sâu gì khác đâu có chị ạ. Đi thử thời tiết nhưng mà họ lại bảo là phải chờ đến kỳ hành kinh thì mới đi khám tiết được ấy. Sau đó thì chắc là anh phải đi gặp bác sĩ ra tư vấn để khám cả hai vợ chồng. Thứ nhất là cái vấn đề là vợ có cái mỗi khi quan hệ đấy thì có cái dấu hiệu là khô âm đạo. Trong cái trường hợp khô âm đạo là có hai khả năng xảy ra. Cái khả năng thứ nhất là cái khô âm đạo do cái có thể là cái khả năng thứ nhất là do cái khúc xạo đầu của chồng chưa tốt thì cũng có thể dẫn đến khô âm đạo. Nhưng cái khả năng thứ hai là do có thể là do cái sự suy giảm hoạt động của buồng trứng và gây cái suy giảm nội tiết thì cũng là gây tình trạng khô âm đạo. Nhưng ở cái tuổi 40 tuổi này rồi thì cái tình trạng mà cái hoạt động của buồng trứng này suy giảm thì rất có thể là có cái tình trạng như vậy. Tôi nghĩ thì trong cái tình trạng như vậy thì để mà nó an toàn để cho chị ấy, để mà cái sử dụng, nếu mà sử dụng cái liệu pháp hormone thay thế ví dụ như chẳng hạn thì cần phải làm thêm một số xét nghiệm nữa. Thế còn nếu mà để ở cái tuổi 40 này mà thì bổ sung từ cái nội tiết mà có thể từ thảo dược nó an toàn và chứa có thể bổ sung một phần nội tiết tố, và thứ hai nữa rằng là có thể dùng các cái chất chống oxy hóa thì có thể sử dụng cái sản phẩm Kiều Xuân. Mỗi ngày thì dùng một cho tới 2 viên và chia được mỗi một lần 1 viên. Và khi sử dụng như vậy thì cũng sử dụng một thời gian là từ khoảng 3 tới 6 tháng. Đấy là để có cái hỗ trợ để trong cái điều trị, trong cái tăng cường nội tiết tố để mà hạn chế cái việc mà khô âm đạo. Nhưng mà ngoài cái điều đó ra thì tôi nghĩ rằng là khi mà hai vợ chồng quan hệ với nhau thì cái khúc dạo đầu cũng rất là quan trọng. Và anh nên là có cái khúc dạo đầu đó, ví dụ như những cái điểm nhạy cảm hoặc là từ những cái sự quan tâm tất cả những việc đó, chứ không phải nguyên là chỉ có vấn đề tình dục. Anh hiểu ý tôi nói không? Vâng. Còn cái điều thứ hai là khi mà quan hệ xong mà có dấu hiệu đau bụng cũng có thể là có những vấn đề mà có cái sự co bóp nhẹ tử cung thì cũng chắc là cũng không vấn đề gì, nếu mà đau một chút rồi là hết rồi không có vấn đề gì cả. Nhưng mà trong khi mà cái thời điểm mà hai vợ chồng đã cưới nhau được hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa có con thì tôi nghĩ rằng là cũng cái điều này rất là cần thiết là nên đi khám cả hai vợ chồng để có cái sự đánh giá cụ thể xem là nguyên nhân như thế nào nhé. Ê bác sĩ ơi, cho em hỏi thêm ạ. Bây giờ vòng kinh của vợ em là 30 ngày, thế mà thì những ngày có khả năng thụ thai cao nhất là vào những ngày bao nhiêu hả bác sĩ? Đấy là theo tốt nhất là anh đi mua cái que thử và cũng đi soi, để sau khi anh đi khám thì bác sĩ sẽ tư vấn cho anh, tức là những cái ngày rụng trứng thì thông thường vòng kinh 28 ngày thì tầm từ ngày thứ 13 đến ngày 15, những ngày trong cái ngày đấy là những ngày rụng trứng, trung bình là ngày 14 là ngày rụng trứng. Nhưng mà tốt nhất là có thể trong gần những ngày đó có thể đi, người ta gọi đi canh trứng, đi người ta siêu âm để kiểm tra xem là tình hình có trứng rụng chưa, thì bác sĩ sẽ giúp anh có cái phần đó nhé. Thế bác sĩ ơi, 40 tuổi thì khả năng có thai thì còn được cao không hả bác sĩ? Cũng có thể còn khả năng có thai, chứ không phải là chưa 40 tuổi thì hết khả năng có thai. Nhưng mà vấn đề là vợ anh có vấn đề gì không thì phải đi khám thì mới biết được. Bác sĩ tư vấn. Thế bác sĩ ơi, và thậm chí cả hai vợ chồng. Bác sĩ ơi, thì bây giờ cái tình trạng khô âm đạo thì nếu giả dụ như tại do các cái yếu tố do buồng trứng thì phải làm thế nào để khắc phục được hả bác sĩ? Trọng đấy, những cái buồng trứng mà hoạt động kém như vậy, do vậy mà giảm cái lượng estrogen nội tiết đó thì có thể bổ sung bằng cái sử dụng cái estrogen từ thảo dược, là từ viên Kiều Xuân đấy. Tôi vừa tư vấn cho anh đấy. Thế còn nếu mà giả dụ như không phải do ấy mà do khúc dạo đầu thì bác sĩ có thể hướng dẫn cho em sơ một chút không ạ? Do khúc dạo đầu thì anh có thể là tôi nghĩ rằng là anh phải đừng có vội vàng, bình tĩnh, và hai nữa rằng là cái tình cảm đối với chị ấy từ kể cả từ những cái lúc khác đấy, tức là có cái sự tinh tế tế nhị, có cái sự quan tâm tất cả những việc đó. Còn cái khi mà lúc mà chuẩn bị quan hệ tình dục thì anh đừng có vội vàng quá, khi mà vợ mà cái âm đạo chưa đủ tiết dịch mà anh ấy vội vàng quá thì làm một lần như thế thôi, thì lần sau mỗi khi quan hệ tình dục thì vợ anh sẽ rất sợ. Vâng ạ.
vì nó khô rát mà nhé. Vâng ạ, lời chia sẻ của bác sĩ cũng rất là rõ ràng rồi, và hy vọng rằng là anh cũng đã hiểu rõ lời chia sẻ này và quan tâm hơn tới chị, không chỉ là trong cuộc sống tình dục mà chúng ta cũng phải quan tâm hơn tới chính cuộc sống hàng ngày nữa, thì chúng ta cũng sẽ có được nhiều hơn, tình trạng sức khỏe của chị cũng sẽ tốt hơn và hai vợ chồng cũng sẽ hòa hợp hơn với nhau rất là nhiều. Còn ngay sau đây thì chúng tôi cũng sẽ nhường máy cho một vị thính giả nữa chia sẻ câu hỏi của mình với bác sĩ Nguyễn Hồng Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Alo ạ. Vâng, em chào chị ạ. Xin chào vị thính giả. Vâng, chào bác sĩ ạ. Vâng. Bác sĩ ơi, cháu muốn có câu hỏi muốn bác sĩ tư vấn ạ. Vâng. Cháu hôm nay là chậm kinh được 11 ngày. Vâng. Thì cái thử đã có thai, nhưng mà từ hôm thứ hai đến giờ là cháu bị ra huyết. Thì là hôm qua cháu cũng nghe chương trình tư vấn nên đi siêu âm đấy. Vâng. Thì là hôm qua cháu cũng đi siêu âm. Thì là kết quả siêu âm là trong bầu tử cung có một túi ối méo mó. Đường kính túi ối là 16,5. Và tổ chức do phát triển dày ở thân tử cung với lại... và kết luận là thai tương đương 5 tuần một ngày trong bầu tử cung. Vâng. Hiện tại có túi mãn hoàng, chưa có phôi thai. Vâng. Thì là mà hiện tại bây giờ cháu vẫn ra huyết đấy, thì là cháu muốn bác sĩ tư vấn hộ cháu xem là nếu mà tình trạng ra huyết mà kéo dài như thế mà túi ối như mó thì liệu thai của cháu có giữ được không hả bác sĩ? Chào bạn, bạn đã đi khám ở đâu rồi nhỉ? Cháu thì là mới đi siêu âm thôi ạ. Vâng, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cháu 32 tuổi ạ. 32 tuổi rồi, con lần thứ mấy đấy, có thai lần thứ mấy đấy? Cháu thì là có thai lần này là lần thứ tư, nhưng mà hai lần đầu thì cháu cũng bị thai lưu ấy. Lần thứ ba thì là cũng tương đây ngày thì là nó bị ra huyết, xong là cháu cũng xuống Hà Nội khám, xong là được bác sĩ kê cái thuốc nội tiết ấy. Thì là về cháu sử dụng nên lại nghỉ ngơi, rồi là cứ sử dụng thuốc nội tiết đến 12 tuần thì là cháu cũng giữ được thai. Nhưng mà đến khoảng độ 8 tháng rưỡi thì cháu đẻ non đấy. Bây giờ là cháu muốn đẻ đứa thứ hai ấy, nhưng mà mới có thai như thế mà nó lại bị như vậy, nên là cháu mong bác sĩ tư vấn cho cháu ạ. Vâng, chào bạn. Và tôi nghĩ rằng là bạn là chắc chắn là phải đi khám ở hoặc là ở bệnh viện, bạn là ở tỉnh thì bạn đã khám ở các bệnh viện đa khoa. Bệnh đa khoa đây có cái khoa sản để bác sĩ đã kiểm tra xem tình trạng cụ thể của bạn như thế nào. Cái tình trạng da máu này có nhiều hay không? Nếu mà là da máu ít thì rất có thể là cái tình trạng da máu này cũng không phải là tình trạng da máu bệnh lý đâu. Có thể là cái như da máu này cũng là những ngày đầu, có thể là khi mà làm tổ trong buồng tử cung có thể ra một chút máu, nhưng mà cái lượng máu đó phải là da ít, chứ nếu mà là da nhiều và những ngày sau chưa vẫn chưa cầm thì bạn vẫn phải đi khám để kiểm tra xem tình trạng như thế nào. Thế còn cái trong cái giai đoạn mới này mà trong buồng tử cung có một cái túi ối nhưng mà méo mó, thì cái méo mó này cũng chưa phải nói nên ra một cái điều gì rất là nguy hiểm. Và cũng có thể là cái giai đoạn này có thể méo mó, nhưng mà có thể nếu mà thai vẫn an toàn ở trong buồng tử cung thì một thời gian nữa thì nó sẽ tròn. Ví dụ như thế thì cũng không chưa phải vấn đề gì để nói ra là ngay là méo mó này có những vấn đề gì, có vấn đề gì là bất thường. Nhưng mà cái điều nhất là cái bạn nên theo dõi cái việc ra huyết này có nhiều hay không. Nếu trong trường hợp mà ra huyết nhiều thì bạn vẫn phải đi đến các khoa sản, chứ không phải đi đến siêu âm. Đi đến khoa sản bác sĩ sẽ siêu âm và bác sĩ sẽ kiểm tra xem tình trạng như thế nào để mà có cái phương án điều trị cụ thể cho bạn, vì bạn có cái tiền sử mấy lần trước bạn đã có bị rồi. Thế còn thì bạn cũng đừng lo lắng cái việc mà túi ối méo hay thế nào cả. Nếu mà giữ thai mà tình trạng da huyết là không hết, không còn nữa mà cái thai phát triển thì cũng có thể giai đoạn sau nó sẽ bình thường bạn nhé. Thế bác sĩ này của cháu thì da huyết ít lắm, nhưng mà nó cứ kéo dài ấy, từ hôm thứ hai đến nay là cũng là 5 hôm rồi đấy. Bạn đi khám đi. Đi khám khoa sản đi nhé. Vẫn nên khám khoa sản. Vâng. Cháu cũng thấy theo bác sĩ chưa mình bác sĩ bảo là một tuần sau đến kiểm tra lại. Vâng. Bạn đi khám thì còn nếu là nói theo nếu mà trong cái trường hợp bạn đi khám mà tất cả những cái vấn đề ở trong tử cung của bạn hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, thì nếu là bạn có thể sử dụng các cái phương pháp của đông y để mà điều trị để an thai. Ví dụ như bạn có thể uống cái củ gai, là bạn có thể uống là có cái những cái đó có thể an thai. Hoặc ví dụ như là cái canh cá chép mà bạn thể nấu với cái canh cá chép đó, con cá chép nhỏ thôi, nấu với cái cành tía tô chứ không phải là lá, nó toàn bộ lá bỏ đi hết, nấu nguyên cành cái cá chép đó thì nó vừa có tác dụng dưỡng thai mà vừa có tác dụng an thai. Trong khi điều kiện mà đầu tiên bạn cũng phải đi khám khoa sản để xem vấn đề có vấn đề gì không. Nếu chưa có không có vấn đề gì cả thì bạn dùng cái canh cá chép đấy, nó vừa dưỡng thai rất tốt, tăng cường cái lượng protein và vừa có tác dụng an thai rất là tốt. Củ gai cũng được hả bác? Vâng, củ gai. Thế bác sĩ ơi, nếu mà trong trường hợp mà không giữ được thai thì là bác sĩ sẽ can thiệp bằng thế nào? Thì bạn đi đến khoa sản để bác sĩ để xem tình hình như thế nào đã. Vấn đề này đang nói bây giờ nói còn quá sớm nhá. Thế bác sĩ ơi, ví dụ như là lần sau mà cháu muốn mang thai lại thì là trước khi mang thai cháu không phải đi kiểm tra cái gì không ạ? Trước khi bạn nên đi siêu âm và kiểm tra hết, đánh giá trước để đi khoa sản, bác sĩ sẽ tư vấn và đánh giá hết tình trạng cho bạn, xem là bạn có vấn đề gì không, có bình thường không, kiểm tra tổng thể đi nhá. Vâng. Nhá.
Vâng ạ, và trước hết thì ở cái thời điểm hiện tại thì tốt nhất là chúng ta vẫn tới khoa sản để khám lại một lần nữa, xem là hiện tại thì cái thai trong bụng nó có khỏe mạnh hay không, rồi sau đó thì mới đưa ra những cái quyết định sau đó. Còn hiện tại thì điều quan trọng là chị hãy giữ cho mình một cái tâm lý thật là thoải mái, không nên tạo áp lực, như thế thì cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và sau đó thì là ảnh hưởng tới cái thai trong bụng nữa. Và cảm ơn chị cũng đã nối máy với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng ạ, tín hiệu điện thoại cũng đã có rồi và chúng ta cũng sẽ gặp gỡ với vị thính giả này. Alo ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng ạ, xin chào vị thính giả. Chị ơi, cho em gặp bác sĩ ạ. Bác sĩ đang lắng nghe lời anh chia sẻ rồi đấy ạ. Em hỏi về vợ em ạ. Vâng ạ, bác sĩ đang lắng nghe anh rồi, mời anh. Vợ em thì việc quan hệ hai vợ chồng ạ. Vâng ạ. Em làm nghĩa là lúc dạo đầu em với vợ em thì em lúc dạo đầu khoảng độ 20-25 phút thì nhà em cũng không ra được cái nhàn nữa, chuyện nhàn đấy, mà sau em muốn cho vào để đi về tới đấy thì nhà em nó cũng không chịu được. Em muốn lời tư vấn của bác sĩ đấy. Vâng ạ, xem ra là vị thính giả của chúng tôi vẫn còn chút rụt rè, thì mà ngay sau đây thì bác sĩ cũng sẽ trò chuyện thêm với anh. Hy vọng là anh cũng có thể mạnh dạn hơn, chia sẻ nhiều hơn nữa. Mời anh lắng nghe ạ, mời bác sĩ ạ. Vâng, chào bạn, tôi muốn hỏi là bạn, vợ bạn tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay, cháu năm nay mới 31 rồi ạ. 31 thì vợ bao nhiêu tuổi rồi? Cháu năm nay 28 ạ. Vợ 28 tuổi đã có con chưa? Cháu được 2 đứa rồi ạ. 2 con rồi đúng không ạ, thế là yên tâm nhất rồi đúng không? Và thứ hai nữa là có cái vấn đề là bạn khi quan hệ tình dục đối với vợ đấy, quan hệ thì có, tức là theo bạn mô tả thì cũng có cái khúc dạo đầu rồi đúng không ạ? Nhưng mà có khả năng cái khúc dạo đầu đó cũng chưa đủ, và hoặc là có thể là vợ của bạn có thể có cái dấu hiệu là có thể là suy giảm cái nội tiết. Thế nhưng mà tôi muốn hỏi là con thì đã lớn chưa nhỉ? Hay là vẫn chưa cho con bú? Con hai đứa nhà cháu thì cũng được 3 tuổi, đứa bé được 3 tuổi ạ. Đứa bé 3 tuổi rồi, thế vậy thì không phải như vậy. Và thứ hai là vợ có cái dấu hiệu khô âm đạo, không ra dịch nhờn được. Cho nên là trong những tình trạng như vậy, tôi nghĩ rằng là bạn đừng cố gắng. Bởi vì là cũng phải chờ là cái dịch âm đạo nó ra thì bạn mới có thể là cái quan hệ tình dục của hai vợ chồng mới được. Còn nếu là cứ cố gắng mà trong khi mà không có cái dịch âm đạo mà bạn cố gắng, thì càng cố gắng bao nhiêu thì là vợ sau những lần sau thì cần rất là sợ luôn. Bởi vì nó không có cái dịch âm đạo đó làm cho cái tình trạng của nó rất là khô và rất là đau. Đối với trong cái trường hợp của vợ bạn như này thì tôi có thể giới thiệu cho bạn có thể là sử dụng cái sản phẩm Kiều Xuân. Bởi vì bản chất cái sản phẩm Kiều Xuân đây gồm có estrogen 100, và nó có nghĩa là đây là một cái tình trạng khô âm đạo như vậy, cho nên là cần cái sự hỗ trợ để bổ sung cái nội tiết tố từ thảo dược. Nhưng mà trong cái viên Kiều Xuân này, ngoài cái hỗ trợ mà bổ sung nội tiết tố từ thảo dược ra thì còn có những cái chất khác để chống oxy hóa, như thế là vừa có thể làm chậm cái quá trình mãn dục và cái duy trì cái tuổi xuân này. Và khi sử dụng cái nội tiết từ thảo dược này thì tôi nghĩ hy vọng rằng là vợ bạn sẽ cái âm đạo này sẽ nó có ra dịch âm đạo và nó không bị khô, tình trạng cho suy giảm nội tiết như vậy nữa nhé. Bác sĩ, cháu hỏi mua cái thuốc đấy là ở hiệu thuốc nào cũng có ạ? Dạ vâng, bạn sẽ hỏi chương trình để có cái số điện thoại của... Vâng ạ, và kết thúc chương trình thì anh có thể liên hệ lại với chúng tôi, cũng sẽ có những cái lời tư vấn của chuyên gia, của các chuyên gia cũng như là của các bạn thư ký. Khi đó thì cũng sẽ có cho được số điện thoại thì anh cũng có thể tìm mua. Nhưng mà theo Phương Hiền được biết thì những cái sản phẩm này bán rất là nhiều ở những hiệu thuốc mà anh có thể tìm mua một cách dễ dàng. Cảm ơn anh cũng đã nối máy với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, và hy vọng là cũng sẽ sớm nhận được tin vui từ phía anh chị. Và thưa quý vị thính giả, một thông tin mà chúng tôi mong muốn quý vị thính giả biết được là tại các bệnh viện phụ sản hay các trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản thì chứng khô âm đạo là một trong những vấn đề mà chị em phụ nữ tới khám và nhờ tư vấn nhiều nhất, và điều đó đang trở thành nỗi lo của không ít các chị em phụ nữ. Phương Hiền muốn bác sĩ chia sẻ với quý vị thính giả đó chính là khô âm đạo thì cụ thể chúng ta nên hiểu nó như thế nào ạ? Dạ vâng, chúng ta biết rằng là bình thường ra thì chúng ta biết là khi có cái kích thích hoặc là khoái cảm thì cái mạch máu ở xung quanh âm đạo giãn nở và kích thích cái thành âm đạo tiết ra chất lỏng trong suốt để bôi trơn âm đạo. Nhưng mà cái tình trạng âm đạo, khô âm đạo là cái tình trạng mà âm đạo không bài tiết đủ các cái chất nhờn và có cái độ trơn ướt và làm giảm cái khoái cảm trong cái quan hệ tình dục. Như vậy thấy rằng là cái khu vực âm đạo thiếu hụt là cái sự độ ẩm cần thiết và trở lên khô, cho nên là nhất là cái khi quan hệ tình dục là nó có cái cảm giác đau rát và cảm giác khó chịu ở người phụ nữ. Và cái điều này chính là cái điều mà chắc chắn là do cái sự suy giảm của nội tiết tố.
Vâng ạ, vậy thì chúng ta đều biết rằng là như lời chia sẻ của bác sĩ thì vấn đề tiết dịch ở âm đạo là một trong những cái vấn đề quan trọng để giúp cho chị em phụ nữ có thể đáp ứng cái nhu cầu và quan hệ tình dục của mình. Tuy nhiên thì ở một cái khía cạnh nhất định thì trứng khô âm đạo nó còn ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe, rồi hạnh phúc và cụ thể là còn chính cái tâm lý của chị em phụ nữ nữa. Dạ vâng, chúng ta biết là cái trứng khô âm đạo này chứng tỏ cái sự hoạt động của buồng trứng suy giảm. Và chính cái sự hoạt động của buồng trứng suy giảm dẫn đến tình trạng mà suy giảm nội tiết tố estrogen ở phụ nữ, làm cho người phụ nữ có thể thay đổi về tính tình, cảm thấy khó chịu, rồi tinh thần không thoải mái, có khi này ngủ cũng kém, nó trằn trọc, rồi những thay đổi về cơ thể, về hình thể, như là thấy là bình thường ra một cái thân thể rất là thon gọn thì bây giờ những thân thể là có thể là có cái sự thay đổi, như là lớp mỡ ở dưới da, mà đặc biệt là lớp mỡ dưới da bụng ở cái vòng 2 này tăng lên, kèm theo cái tình trạng tăng cân, rồi cái làn da ở trên mặt thì không mịn màng, kèm theo những da thô rồi tàn nhang, tất cả cái hình thức, kể cả hình thức kém cái sự hấp dẫn. Và một cái điều rất quan trọng mà ảnh hưởng tới cái đời sống hạnh phúc của hai vợ chồng, của trong gia đình, đó là cái sự giảm ham muốn về tình dục. Và cái sự giảm ham muốn về tình dục này làm cho người phụ nữ mất đi cái sự tự tin của bản thân, và điều này ảnh hưởng tới hạnh phúc của gia đình. Vâng ạ, thưa bác sĩ, là trước đây thì cái vấn đề khô âm đạo của chị em phụ nữ thì xảy ra khi mà chị em bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh, và mãn kinh thì cái vấn đề này gặp nhiều hơn. Tuy nhiên ở cái thời điểm hiện tại thì rất là nhiều chị em phụ nữ trẻ chưa qua tuổi 30 nhưng khi tới khám tại các bệnh viện phụ sản cũng như là các trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản thì đã phải đối mặt với chứng khô giáp âm đạo, rồi là giảm ham muốn tình dục. Vậy thì cụ thể nguyên nhân là do đâu mà cái tình trạng này lại chúng ta có thể dùng một từ là trẻ hóa hơn như vậy ạ? Dạ vâng, và chúng ta biết rằng cái nguyên nhân mà gây cái giảm ham muốn tình dục ở những phụ nữ trẻ, thậm chí mới những phụ nữ trên dưới 30 tuổi. Chúng ta biết là tình dục là một cái hoạt động thường xuyên và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như là thần kinh, nội tiết và nhiều các yếu tố khác nữa. Như vậy ta thấy rằng là ở những người mà ở phụ nữ ở cái lứa tuổi mà trên dưới 30 tuổi thôi, nhưng nếu là cái thời kỳ mà sinh đẻ, thời kỳ cho con bú, thì khi thời kỳ cho con bú này cũng là giảm cái sự hoạt động của cái nội tiết tố, cho nên là có thể là cái trong cái thời gian này cái ham muốn tình dục giảm. Nhưng ngoài ra ở một số người có những cái biểu hiện bệnh lý khác, ví dụ như là bệnh lý khác, ví dụ như là điều trị bằng cái thuốc rối suy nhược thần kinh, hoặc là cao huyết áp, hoặc trong những trường hợp mà thừa cân béo phì, hoặc là điều trị những trường hợp mà trầm cảm, hoặc là sử dụng một cái số cái thói quen nhưng là sử dụng nhiều rượu bia, rồi trong cái tình trạng mất ngủ. Và ở một số người có tình trạng bệnh lý và có cái chỉ định là ví dụ như là cắt buồng trứng, thì những người như vậy thì cũng là cái ham muốn tình dục cũng giảm. Vâng ạ, và như Phương Hiền vừa mới chia sẻ với bác sĩ, đó chính là ở chị em phụ nữ ở tuổi sau 40, khi mà chúng ta bước vào cái thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh thì rất là hay gặp cái trứng khô âm đạo, và như bác sĩ cũng đã chia sẻ thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chị em, tới hạnh phúc của chị em, rồi tâm lý. Nhìn chung lại thì chúng ta có thể thấy rằng là nó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc yêu của chị em, rồi hạnh phúc của vợ chồng. Đấy là những cái tác động đầu tiên. Vậy thì tại sao, cái nguyên nhân nào khiến cho cái nhóm phụ nữ sau tuổi 40 khi mà bước vào thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh lại là nhóm phụ nữ có tỷ lệ cao nhất của trứng khô âm đạo? Dạ vâng, chúng ta biết là phụ nữ sau cái tuổi 40 thì chúng ta thấy một cái điều mà quan trọng nhất mà chúng ta thấy ở đây là cái sự suy giảm hoạt động của buồng trứng. Và cái sự suy giảm hoạt động của buồng trứng này dẫn đến cái tình trạng mà suy giảm nội tiết estrogen, gây cái tình trạng như mà thí dụ như là mất ngủ này, trằn trọc này, stress này, tất cả những cái yếu tố đó, và làm cho cái tình trạng hình thể bên ngoài thay đổi, kèm theo cái sự giảm ham muốn về tình dục, và đặc biệt là những vấn đề khô âm đạo. Và đây là những vấn đề mà chúng ta thấy biết rằng là những chị em mắc phải những cái tình trạng như thế này, cảm thấy rằng là thiếu tự tin và ảnh hưởng tới cả cái mối quan hệ của hai vợ chồng. Vâng ạ, và trong cái quá trình mà chia sẻ những cái kiến thức xung quanh cái trứng khô âm đạo thì bác sĩ cũng đã chia sẻ một trong những cái nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng này là nguyên nhân bên trong nó chính là suy giảm estrogen ạ. Vậy thì đây cũng là một trong những yếu tố dẫn tới cái khô giáp của chị em phụ nữ. Vậy thì cái giải pháp bổ sung estrogen nào sẽ giúp cho chị em khắc phục cái khó chịu này ạ, thưa bác sĩ? Dạ vâng, chúng ta biết rằng là đối với trong trường hợp mà suy giảm nội tiết tố ở phụ nữ, suy giảm estrogen thì người ta phải sử dụng cái liệu pháp mà hormone thay thế. Nhưng mà chúng ta đã biết rằng là khi sử dụng cái liệu pháp hormone thay thế bằng estrogen thì phải có chỉ định của bác sĩ và kèm theo cái tầm soát về ung thư, về tử cung hoặc là tuyến vú. Và trong trường hợp như vậy thì tôi thấy rằng là cũng rất là khó khăn trong cái quá trình mà chúng ta bổ sung nội tiết. Không phải trường hợp nào chúng ta cũng phải dễ dàng bổ sung một cách thường xuyên được. Do vậy mà để an toàn cho những trường hợp phụ nữ mà muốn cần bổ sung cái nội tiết tố cho phụ nữ thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại mà nội tiết tố mà lại có cái dẫn xuất từ thảo dược.
Đặc biệt là có những cái thảo dược mà xuất phát từ Hàn Quốc như là tục đoạn rồi đương quy, những cái vị thuốc này có tác dụng bổ thận và kèm theo là những vị thuốc mà bổ huyết rất tốt đối với phụ nữ. Nhưng ngoài cái việc đó để bổ sung nội tiết từ các cái thảo dược này ra thì cái thành phần của nó còn chứa những cái thành phần khác, ví dụ như là ở cái mầm đậu tương chẳng hạn, chúng ta biết đây cũng là một thành phần mà có estrogen, hoặc là ví dụ như ở một số thành phần khác như là glutathion chẳng hạn, hoặc là DHA EA chẳng hạn, hoặc là collagen, hoặc là cái từ những cái cao của củ sắn dây hoặc curcumin. Thì tất cả những cái này có cái tác dụng mà từ thảo dược nhưng có tác dụng hỗ trợ bổ sung điều trị trong cái trường hợp mà suy giảm nội tiết tố, và hai nữa là hỗ trợ điều trị trong cái trường hợp mà nám da này, hoặc điều trị có thể hỗ trợ để điều trị trong cái trường hợp mà là trắng da, hoặc là trong cái trường hợp mà chống lão hóa, hoặc là làm chậm cái quá trình mãn dục của phụ nữ, hay nói cái khác có thể là duy trì cái nhan sắc của tuổi xuân. Như vậy tôi thấy rằng là từ các cái thành phần này chúng ta biết rằng là cũng rất là cần thiết để mà chúng ta biết rằng là để bổ sung cho cái tình trạng mà suy giảm nội tiết ở người phụ nữ. Và cái đặc biệt là với cái dây chuyền công nghệ sản xuất này rất là an toàn, và cái công nghệ tiên tiến cùng với cái thảo dược quý như thế này thì có thể hỗ trợ cái sự suy giảm nội tiết của phụ nữ. Chúng ta cũng đã có thể thấy rằng cái nguyên nhân chủ chốt dẫn tới cái tình trạng mà chị em bị khô giáp âm đạo đó chính là cái suy giảm estrogen. Thưa bác sĩ, một trong những cái nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng mà chị em bị tình trạng khô giáp và khó chịu này đó chính là cái quá trình mà chị em sử dụng thuốc. Ví dụ như là theo Phương Hiền được biết thì rất là nhiều chị em khi mà cái cuộc sống gia đình nó không được thuận lợi thì sử dụng cái thuốc gọi là thuốc chống trầm cảm, và những cái thuốc ví dụ như là bị những cái bệnh lý khác nhau thì cũng sử dụng gây ra cái tình trạng là khô âm đạo. Vậy thì với những cái trường hợp này thì chị em nên có những cái thay đổi như thế nào để chúng ta có thể là vừa đảm bảo cho cái bệnh lý của mình, đảm bảo cái quá trình điều trị. Tuy nhiên thì một trong những cái vấn đề cần quan tâm nữa là cái sinh hoạt vợ chồng cũng như là cái sự điều tiết cái nội tiết ở trong cơ thể nó được đảm bảo. Dạ vâng, chúng ta biết rằng là đối với chị em, kể cả những người mà có thể là trên dưới 30 tuổi đã có thể mắc vài cái chứng khô âm đạo. Và hai nữa rằng là trong những cái giai đoạn mà tiền mãn kinh và mãn kinh, đối với chị em thì chúng ta biết rằng là cái hệ trục mà não bộ tuyến yên buồng trứng, đây là một hệ trục rất quan trọng. Nhưng mà khi ở những lứa tuổi này có cái sự suy giảm về nội tiết, và đặc biệt là cái tình trạng suy giảm estrogen phụ nữ này, thì chúng ta thấy là nên chọn những cái liệu pháp nào đó sử dụng mà có thể là liệu pháp hormone thay thế hỗ trợ, nhưng mà vẫn mang tính chất mà nó an toàn cho mỗi người, không tránh những cái tình trạng mà có nhiều những cái tác dụng phụ rất là ảnh hưởng tới sức khỏe của chị em. Do vậy mà chúng ta thấy rằng là nên là có duy trì ngoài cái chế độ mà sử dụng các cái liệu pháp hormone thay thế, mà đặc biệt là chọn từ các cái thảo dược này ra, thì chúng ta nên chọn một cái chế độ ăn cân đối và nên sử dụng những cái rau xanh và những hoa quả tươi để bổ sung các loại vitamin, và một cái chế độ tập luyện để duy trì cân nặng cho người phụ nữ. Tôi nghĩ rằng đây cũng là vấn đề rất quan trọng. Và nếu chúng ta cứ không bổ sung từ cái nội tiết, từ những cái viên ví dụ như là viên kiều xuân chẳng hạn, thì chúng ta không bổ sung thêm cái nội tiết estrogen này, thì chúng ta để cái tình trạng khô âm đạo như vậy thì rất ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng. Mà trong cái thành phần của viên kiều xuân này, nó gồm có thành phần estrogen 100, và cái estrogen 100 này là từ các cái thảo dược của Hàn Quốc, kèm theo từ các cái mầm đậu tương, rồi là DHA EA, rồi collagen, rồi cao sắn dây, curcumin, cái tất cả những cái này nó bổ sung nội tiết cho phụ nữ và vừa hỗ trợ cái điều trị cái tình trạng mà nám da rồi sạm da, chống lão hóa, và nó duy trì cái tuổi xuân và nhan sắc, và đặc biệt là như vậy cũng làm cái tình trạng mà khô âm đạo của chị em được cải thiện, và cũng là làm giữ được cái hạnh phúc của gia đình. Vâng ạ, như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì đó là một trong những cái cách mà chúng ta sử dụng các loại thảo dược mà đã được bào chế để có thể mà chúng ta sử dụng tăng cái tác dụng là bổ sung estrogen hàng ngày trong cái cuộc sống của chị em phụ nữ. Khi mà cuộc sống của chúng ta rất bận rộn thì những cái sản phẩm như vậy cũng có cái vai trò rất là quan trọng giúp cho chị em có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình, đúng không ạ? Thưa bác sĩ, làm khô âm đạo thì nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái quá trình là một trong cái mà chúng ta đề cập tới, đó chính là quan hệ tình dục của hai cặp của cặp vợ chồng. Nó làm giảm cái cảm giác khoái cảm gây cho chị em phụ nữ là thậm chí là rất là đau. Vậy thì để chủ động chúng ta nâng cao được sức khỏe chung cũng như là đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta được thật là tốt, bên cạnh đó thì cũng sẽ giúp cho cái quan hệ tình dục của vợ chồng được hài hòa hơn, thì bác sĩ có lời chia sẻ gì cho chị em phụ nữ trong cái chế độ sinh hoạt, tập luyện cũng như là ăn uống như thế nào là hợp lý ạ?
À, dạ vâng, chúng ta biết là để đảm bảo cái trong cái tình trạng bổ sung cái tình trạng mà nội tiết bổ sung cái tình trạng nội tiết tố cho chị em trong cái tình trạng mà suy giảm nội tiết tố như vậy, ở cái tình trạng mà khô âm đạo như vậy thì chúng ta thấy rằng rất là khó khăn cho chị em và ảnh hưởng tới cái đời sống hoạt động tình dục và cũng ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc gia đình. Như vậy chúng ta biết rằng là cái suy, mặc dù chúng ta biết rằng là cái suy giảm nội tiết tố là một cái quá trình tất yếu mà mọi phụ nữ đều phải trải qua, chắc chắn là không phải ai cũng nghĩ rằng là mình không thể trải qua giai đoạn đó, và có lẽ ai cũng trải qua những cái giai đoạn đó, nhưng mà vẫn có thể phòng ngừa được và mọi chuyện có thể giải quyết nếu mà chúng ta hiểu rõ về cơ thể mình, hiểu rõ về cái liệu pháp mà chúng ta có thể bổ sung thêm cái nội tiết tố estrogen từ cái chế độ ăn khoa học. Chế độ ăn khoa học ở đây chúng tôi muốn nói ở đây như là trong rất nhiều cái chương trình các chuyên gia đã nói là một cái chế độ ăn cân đối đủ 4 nhóm, và cái lượng đạm chúng ta cũng là ăn một cách cân đối và nên là bổ sung từ các nguồn từ thực vật. Và thứ hai nữa rằng là ăn nhiều các loại rau xanh và các để cung cấp nhiều các loại vitamin, và cái protein đó chúng ta cũng nên ăn từ cá và để bổ sung nhiều các thành phần omega 3, và nên uống đủ nước. Và một điều nữa là chúng ta là tránh những cái thói quen hoặc những cái thú vui, ví dụ như là lạm dụng rượu bia hoặc là thuốc lá, và một cái chế độ mà ngủ chúng ta cũng không nên là nghĩ rằng một cái giấc ngủ chúng ta có thể là mải mê về công việc, chúng ta ngủ không đủ giấc mà chúng ta nên ngủ đủ. Và một cái chế độ tập luyện mà một cách khoa học, chúng ta biết rằng là có rất nhiều các cái biện pháp để tập luyện, ví dụ như là đi bộ hoặc là chạy bộ cũng là một cái biện pháp rất là đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Hoặc là có thể ví dụ như chúng ta có thể dành một chút thời gian để chúng ta học, để tập những cái động tác như là yoga hoặc là aerobic đối với những người trẻ. Thì tôi nghĩ rằng đây là những cái biện pháp thể dục mà rất là tốt và cũng rất là cần thiết để cho là hỗ trợ sức khỏe chung cũng như trong đó có sức khỏe sinh sản. Và chúng ta duy trì một cái chế độ cân nặng mà lý tưởng, kèm theo một cái tinh thần lạc quan và vui vẻ. Chúng ta biết rằng tinh thần mà lạc quan vui vẻ cũng làm cho cái sức khỏe và cái đời sống từ về tinh thần của người phụ nữ cũng rất được cải thiện và rất là tốt. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng là nên là một người cái người mà lựa chọn một cách thông minh để chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm thực phẩm chức năng để duy trì cái nội tiết cho cơ thể. Là một trong những cái thực phẩm chức năng mà rất nhiều có trên thị trường thì chúng tôi thấy là sử dụng cái sản phẩm Kiều Xuân, bởi vì sản phẩm Kiều Xuân này nó có những cái thảo dược quý từ Hàn Quốc để mà từ trong cái thành phần estrogen 100 kèm theo có những cái chất khác nữa để chống oxy hóa, mà chúng ta biết rằng là cái thành phần chống oxy hóa này cũng rất là cần thiết để mà có thể duy trì cái tuổi xuân và nhan sắc cho chị em. Và cũng là có một điều đạt được, cái mục tiêu chúng ta đặt ra ở đây là tránh cái tình trạng mà khô âm đạo đối với chị em thì cũng là ảnh hưởng tới đời sống hạnh phúc của chị em. Vâng ạ, như bác sĩ cũng vừa mới chia sẻ, một trong những cái sản phẩm có thể mang lại cho chị em nhiều hơn những cái niềm vui cũng như là cái quá trình giữ gìn hạnh phúc gia đình, đó chính là khi mà chúng ta bổ sung estrogen tự nhiên từ cái viên uống Kiều Xuân. Vậy thì thưa bác sĩ như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì với cái viên uống này thì chắc chắn rằng là việc bổ sung mà estrogen đều đặn sẽ giúp cho chị em chậm lại cái quá trình lão hóa của mình, rồi là chậm cái quá trình mãn dục nữ. Xem ra thì đây cũng là một trong những cái phương pháp rất là tốt giúp cho chị em phụ nữ của chúng ta có thể thay đổi được cái vóc dáng của mình, rồi giúp cho mình có thể có một cái nội tiết tố trong cơ thể tốt hơn, thì cái quá trình lão hóa chậm hơn thì chắc chắn là chị em phụ nữ vui, rồi là các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người chồng cũng rất là vui, đúng không ạ? Vậy thì ở cái độ tuổi nào và liều dùng là bao nhiêu là phù hợp với các chị em ạ? Dạ vâng, chúng ta biết rằng là cái nội tiết tố mà được bổ sung từ thảo dược, đặc biệt là trong cái viên Kiều Xuân này, chúng ta biết rằng là nó có những thành phần estrogen 100 kèm theo những cái chất chống oxy hóa khác. Và khi mà sử dụng cái này thì chúng ta biết rằng là ở những phụ nữ mà ngoài tuổi trên dưới 30 tuổi có những cái dấu hiệu, ví dụ như là chúng ta thấy rằng là cái dấu hiệu giảm cái sự ham muốn về tình dục và đặc biệt là khô âm đạo, và đặc biệt là chị em phụ nữ ở những giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, thì chúng ta có thể sử dụng dài nếu chúng ta có điều kiện. Nếu chỉ trừ khi là chúng ta không có điều kiện, không có tiền để mua thì chúng ta phải chịu. Còn nếu mà trong cái đó chúng ta có điều kiện, chúng ta nên mua những sản phẩm này để chúng ta thấy rằng là một là cũng giữ là bổ sung thêm một cái phần nội tiết tố cho chị em. Từ đó thì chúng ta biết rằng là cũng làm thay đổi cái hình dáng, vóc dáng chúng ta. Có nhiều người là có thể là massage mặt rất là nhiều, hoặc là ví dụ như là có rất nhiều cái đắp mặt nạ, nhưng mà chúng ta biết rằng là nên chọn những cái loại mà thảo dược để chúng ta nên là đắp mặt nạ. Và hơn nữa là làm đẹp từ bên trong bằng cách là bổ sung nội tiết tố này cũng giả, cũng tăng cái ham muốn về tình dục, cũng làm cho cái thân hình chúng ta đẹp hơn, làm cho cái làn da của ta trắng và hỗ trợ cái điều trị nám và sạm da, và cũng là duy trì cái tuổi xuân và nhan sắc cho chị em.
Vâng ạ, và chắc chắn rằng là chị em phụ nữ thì ai ai cũng mong muốn mình đẹp và mong muốn mình trẻ càng lâu càng tốt đúng không ạ? Nên là việc chúng ta tham khảo những cái ý kiến của bác sĩ rồi lắng nghe những lời chia sẻ cụ thể hơn với những cái sản phẩm ở trên thị trường mang lại hiệu quả và chống lại quá trình oxy hóa ngày càng tốt thì sẽ giúp cho chị em giữ được vẻ đẹp của mình. Vâng thưa bác sĩ, bên cạnh việc chúng ta sử dụng những cái thảo dược rồi những cái sản phẩm từ thiên nhiên giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn thì chúng ta cần phải quan tâm tới cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Rất là nhiều chị em phụ nữ có một cái thói quen thưa bác sĩ, đó chính là thụt sữa âm đạo, và nhiều người thì có một cái đánh giá là thụt sữa âm đạo thì dẫn tới cái tình trạng là chính là nguyên nhân dẫn tới âm đạo bị khô rát. Vậy thì bác sĩ có chia sẻ gì với chị em phụ nữ về cái thói quen này ạ? Dạ vâng, chúng ta biết rằng là đối với chị em cái sự chăm sóc vùng kín là cái vấn đề rất là một cách khoa học, cũng điều đây là một điều mà rất là cần thiết và quan trọng, và còn nên mà có một cái kiến thức nhất định. Ví dụ như trước khi chúng ta vệ sinh vùng kín thì chúng ta nên rửa hai bàn tay chúng ta bằng xà phòng sạch theo đúng cách, bởi vì chúng ta thấy rằng hai bàn tay chúng ta là cái nơi mà chứa đựng rất nhiều các cái vi khuẩn, và nếu chúng ta lấy có rất nhiều có thói quen là khi nào mà vào rửa vùng kín thì chúng ta là một tay cầm vòi hoa sen và một tay chúng ta rửa luôn. Đấy là cũng là một cái điều mà mặc dù chúng ta cảm thấy chúng ta rửa hàng ngày chúng ta rửa rất là sạch sẽ, có thể ngày rửa hai lần nhưng mà trong cái đó vẫn bị viêm nhiễm như thường. Đấy là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái những thói quen mà chưa rửa tay một cách chưa khoa học, mà trước khi rửa tay rửa vùng kín chúng ta nên rửa tay bằng xà phòng. Và thứ hai nữa là như là biên tập viên Phương Hiền vừa nói là khi mà rửa có cái thói quen là thụt rửa âm đạo, cũng nghĩa là thụt rửa sâu vào trong hoặc là dùng ngón tay ngoáy vào trong thì người ta cảm giác là sạch sẽ, nhưng thực ra từ những bàn tay không được sạch sẽ chúng ta mỗi khi chúng ta ngoáy vào trong âm đạo làm cho chúng ta thấy rằng là mang cái vi khuẩn sâu vào bên trong và gây tình trạng như vậy. Và hơn nữa là một phần nữa chúng ta rửa quá nhiều các nước mà rửa vệ sinh mà chúng ta lại còn ngoáy vào trong nữa cũng làm mất cái cân bằng pH của trong âm đạo đi, cũng là đây cũng là điều không lại không tốt. Cho nên tôi nghĩ rằng nên duy trì một cái thói quen sinh hoạt một cách khoa học thì chúng ta biết rằng là nên là rửa một cái nước rửa vệ sinh đó chúng ta nên chỉ nên rửa vào trong những ngày hành kinh hoặc là trước khi mà quan hệ tình dục hoặc là sau khi có quan hệ tình dục thì chúng ta nên cần cái nước rửa vệ sinh đó cho nó sạch. Còn bình thường chúng ta rửa tay sạch bằng xà phòng và chúng ta rửa bằng nước sạch là được ạ. Vâng ạ, thưa bác sĩ ạ, chắc chắn rằng là một trong những cái vấn đề chúng ta cần phải quan tâm nữa đó chính là cuộc sống hiện đại thì rất là nhiều áp lực, rồi chị em phụ nữ của chúng ta không có nhiều thời gian tập trung cho công việc, rồi tập trung cho cuộc sống của gia đình, sau đó thì lại còn là quan tâm tới con cái, nuôi con như thế nào, khiến cho nhiều chị em lúc mà bình thường đã cảm thấy quá tải rồi và khi mà bước lên giường ngủ thì chỉ mong có thể là bước vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt, thời gian ngủ có thể có nhiều hơn, và khi đó thì một trong những cái người mà gặp phải cái vấn đề thiệt thòi thường là cả các đấng mày râu ạ, các ông chồng. Vậy thì để cái đời sống tình dục được hòa hợp thì vai trò của người chồng nó quan trọng như thế nào, giúp cho chị em phụ nữ có thể là mặc dù là gặp phải cái vấn đề là không có nhiều cảm hứng trong cái chuyện gối chăn cũng như là việc xảy ra cái tình trạng là stress kéo dài rồi khô rát âm đạo dẫn tới việc là chị em cũng không muốn quan hệ tình dục, vậy thì làm thế nào để có một cái đời sống tình dục hòa hợp hơn, vai trò của người chồng ở đây là gì ạ? Dạ vâng, chúng ta biết rằng là tình dục và tình cảm là hai lĩnh vực khác nhau nhưng mà nó lại hỗ trợ cho nhau, và cái này thì làm cho cái kia trở nên tốt đẹp hơn. Do vậy mà sự cái vai trò của người chồng trong cái những cái đối với lại cái để cái cuộc sống tình dục nó hòa hợp ấy thì cái vai trò của người chồng rất là quan trọng. Tôi lấy ví dụ như là cái sự tinh tế này, sự dịu dàng này, chăm sóc này, cái âu yếm này giúp cho cái người vợ của mình có thể là hạnh phúc hơn, và khi có trong cái quan hệ tình dục đó có thể dễ đạt tới cái sự hòa hợp và dễ thăng hoa hơn. Nếu là một ngày mà ông chồng mà lúc nào cũng quát tháo, ví dụ như vậy chẳng hạn, hoặc là các cái công việc trong gia đình rất là nhiều mà lại người vợ vừa là công việc xã hội cùng với công việc của gia đình, trong cái đó thì phải làm hết tất cả mọi việc của gia đình, trong đó cùng với một ông chồng mà cau có và không biết sẻ chia công việc và cũng không biết là quan tâm tới tình cảm của người vợ như thế nào, thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái điều mà làm cho cái sự hòa hợp kể cả về tinh thần lẫn là về tình dục của người vợ đối với người chồng sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Do vậy mà cái sự tinh tế, dịu dàng, sự chăm sóc, sự sẻ chia của người chồng đó là chính là cái điều rất là tốt để là cho cái để nói lên là cái quan hệ tình dục đó nó hòa hợp và cũng giúp cho người bạn đời của mình thăng hoa được tốt hơn. Vâng ạ, và chắc chắn rằng là dù sao thì trong cuộc sống tình yêu đôi lứa rồi tình cảm vợ chồng thì sự hòa hợp từ phía hai bên luôn luôn là điều quan trọng đúng không ạ? Và với lời chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hồng Hải ngày hôm nay với chứng khô âm đạo ở phụ nữ nói riêng và những lời chia sẻ cụ thể trong cái vấn đề là hòa hợp trong đời sống tình dục vợ chồng, vai trò của người vợ, vai trò của người chồng, hy vọng là quý vị thính giả cũng đã lắng nghe được và hiểu rõ hơn, từ đó thì sẽ có rất là nhiều gia đình có được cái đời sống hòa hợp và từ đó thì cũng sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều. Cảm ơn lời chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.